in đơn TikTok Shop hàng loạt trên điện thoại được không? Câu trả lời là có nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn in đơn TikTok Shop hàng loạt trên điện thoại luôn nha. Đây là mẫu TC96BT có thể in được trên cả điện thoại và máy tính. Đầu tiên thì bạn khởi động máy in và lắp giấy vào, sau đó vào điện thoại và bật Bluetooth lên. Bước tiếp theo vào app TikTok Shop và chọn in hàng loạt. Mọi người yên tâm là có clip hướng dẫn sử dụng rất là chậm và chi tiết. Cần in sàn nào thì đã có clip hướng dẫn chi tiết của sàn đó. Thao tác 1-2 lần là quen, in thì rất là nhanh luôn nha. Mọi người chọn đơn cần in và bấm in nhãn vận chuyển. Sau đó chuyển thẳng qua app Shipping Printer Pro. Cuối cùng mọi người bấm vào kết nối Bluetooth từ app với máy in. App này có rất là nhiều tính năng thiết kế và hoàn toàn miễn phí. Để in tất cả các trang mọi người chọn On Pay. Ở paper size thì mọi người chọn lại của giấy A7, kích thước là 75x130 nha. Xong rồi thì bấm in thôi nè. Bây giờ là 16:31, in hàng loạt bằng điện thoại thì liệu có nhanh không? Sẵn đây thì mình test cho mọi người xem tốc độ in của em này. Hiện tại thì mình đang in 17 trang nha mọi người. Mẫu này rất là tiện, mọi người có thể in đơn hàng, tem nhãn rồi tự soạn văn bản. Mấy chị bán hàng online thì có thể tạo các cái tem cảm ơn. Nhất là bán trên TikTok Shop thì mọi người nên để lại thông tin để khách liên hệ. Nhiều khi khách mua xong lỡ mà gặp vấn đề không có liên hệ được với shop rồi đánh giá xấu nữa thì rất là tội nghiệp cho nhà bán hàng. In xong 17 trang là 16:32. Chưa tới 1 phút mà tốc độ in như vậy là cũng rất là ok rồi ha mọi người. Mình để thông tin em nó ở dưới đây nha.